các bạn đang quay lại cùng mình các bạn ơi, và hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi xem bố mình bọc củi nhá. Đây, bố mình đang bọc củi đây này. Đây bố mình đang bọc củi này. Đấy các bạn ạ. Bố mình thì đang chặt củi. Bố ơi, là cái bên này làm gì? À. Đấy các bạn ạ. Ôi bố ơi, cái này có phải là sao chuột tí nó đập xuống không? Đúng rồi. Quá giỏi đúng không bố? Sao rồi bố làm gì nữa bố? Đây, bố mình đã hoàn thành xong cái này rồi này. Cái này bố, sao rồi tí nữa bố mình sẽ làm này. Sao rồi, chặt chặt. Bây giờ làm tiếp. Đây các bạn, bố mình thì đang làm cái này, bố lại làm cái đấy để làm gì? Nêm. Làm nêm á? Nêm trên, nêm vào. Là sao? Chắc con chẳng hiểu cái gì. Đấy các bạn ạ. Bố mình đi ra làm cái này là nêm, sau tí nữa mới bổ à bố. Đây, bố mình mới vứt đi cái này này. Đây, mới vứt đi cái này. À, mới vứt đi cái này này. Thì mình đã làm được cái này. C-
Cái này là cái sao? Này. Bố cối. Nhiêm. Đấy các bạn ơi, bố mình làm ba cái nêm củi luôn. Một cái nêm mình vứt đi đâu cũng không biết. Đâu cái nêm kia đâu? À kia. Đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy bố mình làm xong rồi chưa? Bây giờ làm cái gì bố? Bố. Bố thôi. Đây. Bố. Bố. Được rồi, bây giờ bố nha. Đấy các bạn ơi. Đây bố mình. Đấy các bạn ơi. Mình sẽ bột xong rồi đấy. Wow. Mấy cái đèn đen kia là cái gì nhỉ? Không biết nữa.
vừa của cùng mình đi xem bố mình đeo cái đêm và bổ củi nhá. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like cái kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở những clip về sau. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.